làm sao trừ được 50% lo lắng về công việc làm ăn của chúng ta. Nếu bạn là một nhà doanh nghiệp, chắc bạn nghĩ, nhan đề chương này thiệt là lố bịch. Ta làm ăn đã 19 năm nay. Nếu có người nào biết cách trừ được 50% nỗi lo lắng về công việc làm ăn, thì người đó tất phải là ta chớ còn ai nữa. Bây giờ lại có kẻ muốn dạy không ta, có vô lý hay không? Đúng lắm. Mấy năm trước, giá có đọc một nhan đề như vậy, tôi cũng nghĩ y như bạn. Nhan đề đó hứa hẹn nhiều quá. Hứa hẹn xuống có tốn gì đâu. Chúng ta nên thành thực, có thể rằng tôi không giúp bạn tẩy được 50% nỗi lo lắng về công việc làm ăn của bạn. Không ai làm được việc đó hết, trừ phi chính bạn, nhưng điều mà tôi có thể làm được là chỉ cho bạn biết những người khác trừ 50% nỗi lo của họ ra sao, còn bạn phải tự trừ nỗi lo của bạn. Chắc bạn nhớ rằng ở một chương trên tôi đã dẫn một câu danh ngôn của bác sĩ Alexis Carrel, những nhà kinh doanh không biết thắng ưu sầu sẽ chết sớm. Vì ưu sầu tai hại như vậy, cho nên nếu tôi giúp bạn trừ được 10% nỗi ưu sầu của bạn thôi, bạn cũng đã thích rồi chứ. Thích. Được lắm. Vậy để tôi kể cho bạn nghe chuyện một nhà kinh doanh đã trừ nổi 50% ưu tư của ông ta mà lại còn tiết kiệm được 75% thời giờ bó phí trong các cuộc hội nghị để giải quyết vấn đề làm ăn nữa. Tôi không kể chuyện ông Kip, ông Ki nào, hoặc một người quen ở Ohio cho bạn nghe đâu. Những chuyện như vậy hàm hồ quá, bạn không kiểm tra được hết. Chuyện tôi sắp kể là chuyện một người có thiệt, ông lém Simkin, Vừa có cổ phần lại vừa làm giám đốc một nhà xuất bản lâu đời nhất tại Mỹ, nhà xuất bản Schuster ở Nữ Ước. Ông Lén Sinh kể chuyện mình như sau này, trong 15 năm, tôi phải bỏ một nửa thời gian làm việc để họp hội nghị và bàn cãi về các vấn đề làm ăn. Chúng tôi hỏi nhau, nên làm thế này? Hay nên làm thế kia? Hay đừng làm gì hết? Chúng tôi cáo kỉnh ngồi không yên trong ghế, đi đi lại lại trong phòng, bàn cãi trong vòng lẫn quẩn tối đến, tôi mệt lắm, và tin rằng không có cách nào khác hết. Tôi theo cách đó 15 năm và không bao giờ nghĩ rằng có thể kiếm cách khác hiệu quả hơn được. Nếu lúc đó có ai bảo rằng tôi có thể tiết kiệm 3 phần tư thời gian dùng trong những hội nghị quay cùng ấy, và 3 phần tư nổi mệt nhọc về tinh thần của tôi thì chắc tôi đã cho người đó. Là quá lạc quan, hơi điên và không thực tế chút nào cả. Ấy vậy mà sau này tôi đã kiếm được một phương pháp kết quả đúng như thế. Tôi đã dùng phương pháp đó 8 năm. Kết quả lạ lùng về năng lực cũng như về sức khỏe và hạnh phúc gia đình của tôi. Có vẻ một trò ảo thuật, nhưng cũng như các trò ảo thuật, một khi bạn đã biết, thì thấy nó vô cùng diễn dị. Đây là bí quyết đó, trước hết tôi bỏ hẳn cách làm việc mà tôi đã theo 15 năm rồi. Trước khi chúng tôi vào phòng hội nghị, lo lắng, kể lể hết những chỗ bất mãn thất bại trong công việc làm ăn để rồi sau cùng hỏi nhau làm sao bây giờ tôi bỏ hẳn lõi đó đi lập ra một một quy tắc mới hội viên nào muốn đưa một vấn đề ra bàn cãi trước hết phải thảo và trình tờ chép những câu trả lời cho bốn câu hỏi này câu hỏi thứ nhất nỗi khó khăn ra sao trước kia tôi thường phí một hoặc hai giờ để lo lắng than thở mà chẳng ai biết được một cách rõ ràng vấn đề đó khó khăn ở chỗ nào Chúng tôi thường phí sức, bàn cãi về nỗi lo của chúng tôi mà không bao giờ chịu khó chép rõ nó lên giấy. Câu hỏi thứ nhì, nguyên nhân nỗi khó khăn ở đâu? Nhớ lại hồi trước mà tôi hoảng, tôi phí biết bao thời giờ và những bàn cãi, lo lắng mà không bao giờ chịu tìm rõ nguyên nhân đầu tiên của nỗi khó khăn hết. Câu thứ ba, có những giải pháp nào? Hồi trước, mỗi hội viên đề nghị một giải pháp và một hội viên khác chỉ trích giải pháp đó ai nấy nổi nóng lên, rồi ra ngoài đầu đề, rốt cuộc không ai ghi lại những giải pháp có thể theo được cả. Câu hỏi thứ tư, bạn đề nghị giải pháp nào? Một trong bốn hội viên thường phí hàng giờ để lo lắng quay cùng về một tình thế nào đó, không bao giờ chịu nghĩ về tất cả những giải pháp có thể đưa ra được và cũng không bao giờ chịu ghi lại, đây, theo ý tôi, giải pháp này hơn hết. Bây giờ, các hội viên của tôi rất ít khi đem những nỗi khó khăn ra bàn với tôi lắm. Tại sao? Vì muốn trả lời bốn câu hỏi ấy họ phải thu thập đủ các sự kiện và suy nghĩ kỹ về vấn đề. Và sau khi làm những công việc ấy rồi, họ thấy trong bốn trường hợp có tới ba trường hợp họ khỏi phải hỏi ý tôi nữa, vì giải pháp hiện ra như một trò ảo thuật vậy. Mà nếu họ có hỏi ý tôi, thì trước kia bàn cãi mất 3 giờ, nay cũng chỉ mất một giờ thôi vì chúng tôi tuần tự theo một con đường hợp lý để tới một kết quả hữu lý vì thế trong hãng simon hiện nay chúng tôi phí rất ít thời giờ để lo lắng và bàn tán về những chỗ hư hỏng sai sót mà hành động rất nhiều để cải thiện công việc bạn tôi ông frank becker nhân viên một công ty bảo hiểm quan trọng nhất ở mỹ nói với tôi rằng ông không những việc bớt được ưu tư về công việc của ông mà còn tăng số lời lên gấp đôi nhờ một phương pháp tương tự ông nói hồi xưa khi mới giúp việc cho công ty bảo hiểm, tôi vô cùng hăng hái và yêu nghề. Rồi lần lần tôi thất vọng đến nỗi kinh nghề và có ý giải nghệ. Mà có lẽ tôi đã giải nghệ rồi, nếu một buổi sáng kia tôi không ngồi suy nghĩ, ráng kiếm nguyên nhân nỗi thất vọng của tôi. Một trước tiên tôi tự hỏi, nguyên nhân thất vọng ở đâu? Ở chỗ kiếm được ít huê hồng quá, không xứng với công vất vả đi chào khách. Trong khi đi chào khách, công việc gì cũng dễ hết, trừ lúc khách ký hợp đồng. Lúc đó thiệt chán ngắn, hoặc thôi để lần sau gặp ông sẽ tính lại. Chính là công toi, chào khách năm lần bảy lượt như vậy làm cho tôi thất vọng. Hai, rồi tự hỏi, có những giải pháp nào? Muốn trả lời câu đó, tôi phải tìm tòi sự kiện, tài liệu. Tôi bèn mở cuốn sổ tay của tôi ra và xem xét những con số trong 12 tháng qua và tôi tìm thấy một điều làm tôi ngạc nhiên vô cùng là 70% những khách tôi mời được đều nhận lời ngay từ đầu tôi lại thăm. Thực rõ ràng như mực đen trên giấy trắng. Còn 23% nữa nhận lời trong lần thứ nhì. Chỉ có 7% nhận lời trong những lần mới thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mà chính 7% đó làm cho tôi cứ mệt nhọc, bực tức mất thời gian. Nói một cách khác thì tôi đã phí 50% cái thời gian làm việc để lượng được một kết quả rất nhỏ là 7%. Ba, vậy thì làm sao? Không còn phải suy nghĩ gì cả. Tôi giải quyết tức thì, không mời ai tới hai nữa và để thời gian đó kiếm mối khác. Kết quả không ngờ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi làm tăng số huê hồng lên gần gấp đôi. Như tôi đã nói. Ông Frank Becker hiện nay là một nhân viên công ty bảo hiểm, được nhiều người biết nhất ở Mỹ. Ông giúp việc cho công ty Fidelity ở Philadelphia và mỗi năm ký được một triệu Mỹ kim hợp đồng bảo hiểm. Vậy mà hồi trước có lần ông tính giải nghệ, chịu nhận là thất bại, cho đến khi ông phân tích được nỗi khó khăn thẳng tiến trên đường thành công. Vậy sao bạn không dùng bốn câu hỏi của ông để giải quyết nỗi khó khăn trong việc làm ăn của bạn? Nó sẽ giúp bạn trừ được 50% nỗi lo. Bạn thử xem được không nào? Tôi xin nhắc lại 4 câu hỏi ấy. 1. Nỗi khó khăn ra sao? 2. Nguyên nhân ở đâu? 3. Có cách nào giải quyết được? 4. Giải pháp nào hơn cả? Tóm tắt phần 2.